xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến các bạn hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên có tựa đề Hẹn hò và Tiếng gõ. Trước tiên, mời các bạn nghe truyện ngắn Hẹn hò qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. <laughs> nàng không có gì sai khi cho rằng những cuộc hẹn đầu tiên quyết định lớn đến tính chất của mối quan hệ về sau các chuyên gia tâm lý bậc thầy xưa nay cũng bảo vậy tôi cũng hiểu điều đó tôi cũng đã đọc điều đó nhiều lần trong những quyển sách tâm lý học kinh điển nhưng tôi có phần đã coi nhẹ nó hay nói chính xác là trong tình trạng khó hiểu của thể lý lúc ấy tôi lực bất tòng tâm chúng tôi đã hẹn nhau qua mạng ba ngày trước nàng cần gặp tôi chỉ đơn giản vì trong buổi giảng thuyết trên giảng đường cách đây một năm thay vì nói về cách viết tiểu phẩm tôi đã khoe khoang quá nhiều về chuyện đi du hí và những mối tình nhăng nhít trong thời sinh viên để thu hút sự tò mò đại loại vậy nhưng bạn biết đấy thực tế không phải bao giờ cũng lẫm liệt đẹp đẽ như những gì được nhớ và kể lại trong buổi giảng nàng mặc váy đen quá gối ngồi bàn đầu cặp đùi không dài nếu không muốn nói là khá ngắn môi nàng mỉm cười thỉnh thoảng ghé vào tai cô bạn bên cạnh nói một điều gì đó hình như là những ý tưởng tinh nghịch nhằm vào tôi tôi cũng nhớ đôi môi nàng đỏ tự nhiên và nước da trắng như giọt phô mai nàng là cô gái gây ấn tượng cho tôi nhất trong lớp học hôm đó không phải bằng sự rạng rỡ nhưng bằng một cái duyên ngầm ẩn nào đó mà cho đến nay tôi không sao lý giải được. Nhưng nói quá đặc biệt thì là không, bởi tôi đã từng đứng lớp khá nhiều, những lớp báo chí năm cuối với tôi là những cạm bẫy. Họ tin quái trong cách đưa đầy vấn đề để phô diễn tố chất của những ký giả hay văn nhân tương lai. Họ cá tính và lém lỉnh, nhưng đôi khi cũng dễ mất bình tĩnh nếu bị vặn vẹo theo đúng cái cách mà họ đã sử dụng để vặn vẹo kẻ khác. Các cô gái năm thứ tư ngành báo chí hay văn khoa luôn tạo cho tôi sự hấp dẫn đặc biệt bởi hầu hết trong số họ đáo để, mạnh miệng, ngay cả với những chuyện ngoài chữ nghĩa, ví dụ yêu đương. Họ thích nhìn sâu vào những chuyện tình của tôi và khai thác tôi không phải như một nhân vật cho các bài báo, đoạn văn nháp nào đó trong đầu mà như một nạn nhân cần được nội soi và sau đó là phẫu thuật. Trong mắt họ, tôi là một bệnh nhân cần đưa lên bàn mổ. Và trong khi tôi mê say đi sâu vào những ngóc ngách tâm tư, phơi bày những tình tiết đắt của các cuộc tình, thì họ ra vẻ hoài nghi. Cái hoài nghi của những người từng trải. Họ muốn cho tôi hiểu rằng, với những sinh viên ngành báo chí năm tư, chuyện yêu đương chẳng còn lạ lùng bí ẩn gì rằng họ đã biết tỏng mọi thứ nếm trải mọi thứ câu chuyện của tôi chỉ là một thứ để giải khuây mà thôi nàng thì không thế nàng khiêm nhượng và kín đáo hơn cái tập tính chung của đám đông mà nàng đang thuộc về rất nhiều và vì thế mà khi nàng nhắc tên mình qua điện thoại và kèm theo tên lớp khóa học tôi đã nhớ ngay chỉ cần vài chi tiết như vậy thôi cũng đủ để nàng thấy vui niềm vui thấy mình đặc biệt hoặc cảm giác trội lên chút đỉnh trong cái tập thể lèo nhèo nàng có lý để nghĩ rằng hóa ra trong mắt tôi nàng cũng ở dạng có thể để lại dấu ấn bí ẩn của nữ tính thường nằm ở chỗ thích tự huyễn hoặc về nhan sắc hay bổn phận quyến rũ của mình trong mắt kẻ khác dù có khi rất thầm kín có lúc lại rất ồn ào tôi hiểu điều đó những điều tôi dự định làm trong cuộc hẹn đầu tiên mục đích là gì có lẽ tôi cũng khó tìm thấy câu trả lời rạch ròi về chuyện đó chắc hẳn không phải chỉ để khiến nàng tổn thương điều đó chẳng hề mang lại gì cho tôi nhưng có những thứ là thói quen hành xử đơn giản tôi biết tôi cần gì ở nàng và hồi kết của câu chuyện tôi muốn nàng cảm thấy mình không quan trọng quá thậm chí mà cảm về mọi mặt càng tốt đến một lúc nào đó khi nàng thật sự thất vọng về vẻ cao ngạo cũng như sự thô bỉ của tôi, thì đó là giờ mà tôi cúi xuống. Và câu chuyện này sẽ đóng sập lại với một cái kết khoác lên nó bộ mặt rừng rưng. Lúc đó, nàng sẽ không kịp kiêu kỳ, cũng chẳng thể xác lập một chiến thuật ứng phó nào. Nàng hồn hển đánh mất sự thận trọng, để tôi chạm vào không phải vì bị chinh phục, mà chính ra để thỏa mãn cơn tự ái dồn nén tôi trở thành một thước đo khó khăn mà nàng cần chinh phục rồi sau đó có thể ra sao thì ra nàng cần được xác nhận và biến tôi thành kẻ bị khuất phục tôi ngồi đốt hết hai điếu thuốc liền và chờ đến giờ hẹn tôi pha một tách cà phê và trước đó tôi đã tắm rửa xịt nước hoa đánh bóng lại đôi giày ủi bộ áo quần vắt lên thành ghế tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo cách thức đi vào những cuộc hẹn quan trọng nhất trong khi ngồi hút thuốc tôi đã nghĩ ra một điều mà có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới biết đâu chính trong cuộc gặp đầu tiên này chúng tôi có thể hôn nhau và sau đó là đi xa hơn thế tôi thích những gì xảy đến đột ngột không theo một chiều hướng nào cả tôi thích xem một bộ phim có cái kết không nhất thiết phải gắn với toàn bộ logic câu chuyện tôi thích những chuyện ngắn tiểu thuyết mà người viết không có ý niệm về kết thúc hay nói khác đi cái kết nếu có là chỉ bởi người viết đến một lúc nào đó trong tiến trình công việc của mình anh ta muốn dừng lại và tự do đặt dấu chấm chẳng vì gì cả cái dấu chấm đó xuất hiện ở đâu cũng được trong trạng huống nào cũng được chỉ cần nó mở ra một số khả năng nào đó tôi chúa ghét những kẻ dụng công để có những cái kết bất ngờ theo kiểu công thức Điều đó còn tệ hại hơn một số kẻ khác, cứ ngồi trao chuốt để sinh ra những lời lẽ, uốn éo, ẻo lạ, mơn trớn, những người đọc xa lạ, chẳng ích gì. Càng tỏ ra độc tài trong cách chi phối câu chuyện, văn ngôn, hắn ta càng là kẻ yếu đuối, thất bại, thảm hại trông thấy. Bởi chính hắn chẳng bao giờ dám tự tin với cái thế giới mênh mông của sáng tạo mà hắn tạo ra hắn chỉ tạo ra những hòn non bộ tỉa tót buồn tẻ và ngồi nhìn vào đó mà nghĩ rằng đó là thế giới. Một trò tự huyễn, liệu có đáng để bỏ thì giờ để theo đuổi hay không? Tôi nằm trên sofa và nghe thơ tin Harmony của John Kate. Tiếng viêu lông bén ngọt trong dòng phước điệu phi cung thể xuyên qua những khối tảng lặng thinh, tách tôi ra từng mảnh vụn thả chui bồng bềnh bất định trong cái thế giới nhỏ hẹp của căn phòng mà với tôi cũng là một thực thể rời rạc vốn đã quen thuộc giữa những quãng rơi rớt của tiếng keyboard tôi nghe thánh thoát vọng về giọng nói của nàng tươi vui rộn ràng qua sóng điện thoại khi sắp đặt giờ giấc và địa điểm cuộc hẹn đó cũng là một thứ phi cung thể trong vô vàn thanh âm của thế giới tôi Tôi nhớ tiếng cười của nàng không giấu được nỗi hào hứng khi tôi nói rằng tôi cũng thích gặp nàng. Vậy mà em cứ nghĩ rằng sau buổi học đó chỉ mình em mong được gặp anh. Nàng nói. Những gì lý tưởng nhất trong một cuộc hẹn đã bắt đầu. Tôi thấy nàng đã hiện diện nơi đây trong lúc đợi chờ thời gian trôi qua. Trong khi tôi đang ủi chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu trẻ trung, lúc tôi đang tập trung đánh bóng lên lớp da đôi giày và cả khi tôi ngồi đây hút thuốc, nghĩ mông lung về nàng. Khi ta nghĩ về ai với một sự hướng tâm cao độ, thì rõ ràng con người đó đã hiện diện sâu nhất bên trong ta. Và điều đó còn quan trọng hơn gấp ngàn lần những cuộc gặp gỡ vồ vập, nhưng chẳng ngưng động lại điều gì. Tôi đã nhắm mắt và cố gắng phát thảo hình bóng nàng một cách trọn vẹn ở đây lúc này khi cuộc gặp còn đến một giờ nữa mới diễn ra ở chốn ồn ào phủ phiếm ở nơi mà nàng một sinh viên năm tư có thể nhạt nhòa một cách tội nghiệp trước các quý cô quý bà sang trọng và quyến rũ tôi thấy nàng nép vào tôi thật êm ái trong tưởng tượng và tôi kéo ghế sát vào nàng tay phải ôm qua eo nàng còn tay trái vuốt tóc nàng tôi đi vào thế giới ngọt ngào của cuộc hẹn đầu thật dễ dàng và nàng tỏ ra thật dễ tính như ý. Cho đến khi chúng tôi chào nhau ra về, lẽ dĩ nhiên sẽ không quên để lại một lời hẹn tiếp theo cho mối quan hệ đang tiến triển tốt lành. Tôi cảm nhận được vị ngọt hậu của những giọt latte trên môi nàng và sự hân hoan trên đôi tay díu dít của nàng khi nắm tay tôi đi qua khúc quanh giữa hai bờ nước dẫn ra trạm xe buýt. Một khoái cảm lạ lùng lan nhanh, sao xuyến trong mỗi tế bào máu. Tôi sẽ là kẻ diễm phúc tắm gội trong ánh sáng tươi mát của mối tình mới ngay từ cuộc hẹn hò đầu tiên. Nhưng một tiếng sao bán nhôm nhựa phát ra từ chiếc loa di động dưới hẻm khiến tôi bật dậy bản Thirteen Harmonies của Kate đã kết thúc từ lâu và lặng im đã chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng. Tôi thấy mình vẫn nằm trên sofa với điếu thuốc đã cháy gọn. Cảm giác nuối tiếc vì những gì êm ái trong cuộc hẹn đã kết thúc. Thay vào đó là cảm giác quay quắt lẫn bực bội bản thân. Tôi không hiểu vì sao mình có thể ngủ một giấc dài đi qua cuộc hẹn đến như vậy giấc ngủ lấy đi của tôi một cơ hội hay thực sự đã mang đến cho tôi một sự giải thoát trong mối quan hệ với nàng điều gì đã khiến tôi chùi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và kỳ lạ như vậy nàng đã làm gì ở chỗ hẹn khi tôi không đến tôi mở chiếc điện thoại ra xem không một dòng tin nhắn chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào vậy là có hai khả năng xảy ra hoặc là nàng cũng quên cuộc hẹn hoặc nàng là người nguyên tắc một cách cứng nhắc khi đến đó không thấy tôi đúng giờ nàng đã quay về và không cần phải lịch sự hơn với một mối quan hệ biết chắc chẳng thể đi đến đâu ngay từ buổi hẹn đầu dù thế nào thì cũng đều thật đáng áy náy vì tôi chính là kẻ phá vỡ những nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ mới này tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi quyết định sẽ gọi cho nàng để thanh minh rằng chính giấc ngủ khiến tôi đánh rơi cuộc hẹn. Đó là nguyên do thật sự vô duyên, một trải nghiệm tào lao không đủ sức bao biện, xong còn biết làm gì khác. Cùng lắm, tôi sẽ nói ra một sự thật rằng, trước khi ngủ, tôi đã nghĩ đến nàng quá nhiều, nhiều tới mức chính tôi tự dệt trong giấc ngủ của mình những điều quá ư là tốt đẹp cho mối quan hệ và suýt chút nữa tôi đã tuột vào trong giấc mơ mãi mãi không còn có thể trở lại thực tế trái ngược này tiếng nàng ủ rũ phía bên kia giọng nói như hãy còn ngái ngủ anh em xin lỗi anh em vừa mới ngủ dậy em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể ngủ một giấc dài đến vậy em để chuông nhưng đồng hồ không báo anh chờ em lâu không à không anh cũng vậy anh chẳng hiểu vì sao mình lại có thể ngủ một giấc từ trưa qua chiều anh cứ nghĩ là em đến đó để chờ anh nên điện thoại để xin lỗi không lạ lùng vậy chính em cũng không nghĩ mình có thể ngủ dễ dàng như vậy chắc bởi em đã nghĩ về cuộc hẹn quá nhiều từ đêm qua nó khiến em mất ngủ vì sao em cũng chẳng biết nữa anh cũng tính nói điều đó với em có lẽ chúng ta đã chuẩn bị kỹ quá cho mọi thứ và giấc ngủ đến nàng nói các bạn vừa nghe chuyện ngắn hẹn hò và sau đây biên tập viên có đôi dòng chia sẻ câu chuyện khá đơn giản chỉ là một cuộc gặp của chàng trai chưa vợ với một cô sinh viên năm cuối họ gặp nhau một lần duy nhất ở lớp học của cô gái mà chàng trai làm trở giảng và sau buổi học ấy chàng trai đã hẹn cô gái trong một quán cà phê cạnh trung tâm thương mại chàng trai đã lập trình cuộc hẹn với những dự định rất thú vị từ khâu chuẩn bị mặc gì, đi đôi giày gì, nói gì với cô gái và sẽ làm gì sau cuộc gặp đầu tiên ấy. Những ý nghĩ đó đã khiến cho chàng trai rất hồ hởi, rất vui vẻ, chờ mong. Nhà văn đã để cho nhân vật tha hồ thỏa thích với những ý nghĩ, những dự định trong đầu. Câu chuyện xoay quanh ý nghĩ của nhân vật, đan xen những xúc cảm, trạng thái khác nhau của nhân vật. Người đọc đã cảm nhận nhân vật đang muốn thoát ly khỏi những tù túng bức bối mỏi mệt của đời sống để tìm đến với một thế giới nhẹ nhõm bay bổng của cuộc hẹn mang lại cả chàng trai và cô gái đều có cùng ý nghĩ đó nhưng rồi họ đã ngủ thiếp đi cùng giấc mơ cả hai đều không đến chỗ hẹn chàng trai vội vàng gọi điện đến cho cô gái và cả hai cùng kể lại giấc mơ của mình họ quá mơ mộng với cõi riêng mà quên đi thực tại. Họ phải làm gì, họ phải sống và cư xử với nhau như thế nào. Câu chuyện kết thúc khá hấp dẫn, mở ra cho người đọc những suy ngẫm về đời sống vốn đa chiều, phức tạp. Và họ, lớp người trẻ đang đối diện với hiện thực ấy bằng tâm thế như thế nào. Chuyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên luôn là những lát cắt sắc lẹm khía vào đời sống là vì thế. tiếp sau đây mời các bạn nghe chuyện ngắn thứ hai của nguyễn vĩnh nguyên có tựa đề tiếng gõ qua giọng đọc sơn tùng tiệc đang dở thì anh đứng dậy đi ra ngoài hình như có tiếng chuông cửa anh nói em đâu có nghe thấy gì vợ anh nói bà cũng không nghe thấy ba vợ anh ngừng nhai miếng tiểu nướng nói không rõ ràng là có anh nói còn nghe rõ ràng mà mẹ chẳng nghe mẹ vợ anh thở dài giờ này làm gì có ai đến nữa đâu con bà nói giọng lắng rắng như mớ kệ đi tuấn vừa chiêu một ngụm vang đỏ vừa nói âm vực cao giọng sang sảng nếu anh nghe thấy thì anh cứ đi mở cửa khổ vậy đó kẻ thính tai thường vất vả hơn những người nặng tai Ý tôi là không phải những người còn lại đều nặng tai đâu nhé Mọi người phá lên cười vui vẻ Sau mỗi câu nói của Tuấn Bao giờ cũng có cái gì đó để mọi người cùng cười Vì thế Tuấn luôn là nhân vật đặc biệt Đem lại sự khuây khỏa cho các cuộc đàn đúng Nhờ khả năng hài hước bông phẻ Có lẽ mọi người cũng chỉ chờ có vậy những câu nói của ai đó khiến họ có thể cười được thay vì chỉ ăn và dù gì dù gì những chuyện đều đều nghiêm túc xảy ra trong một đời sống nghiêm túc đều đều. Anh thấy, có mặt Tuấn trong một bữa tiệc là một may mắn, hơn thế nữa là một sự cứu vãn cho bữa tiệc và cái giờ mà về phản ứng sinh học ai cũng có thể ngáp ngắn ngáp dài. Thì đúng là bình thường. Anh nghe có tiếng chuông cửa không phải là một lần mà đến ba lần lần đầu chỉ là một tiếng reo ngắn nhưng hai lần sau thì liên hồi và kéo dài có vẻ khẩn cấp lẽ ra nếu không vì quá lịch sử anh đã bước vội ra mà không cần phải trình bày lý do để phát sinh đoạn hội thoại rắc rối trên nhưng dẫu sao thì cũng đã xong rồi anh bước qua chỗ phòng ngủ của con gái khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào thấy nó nằm ôm con cá heo nhồi bông ngủ say. Ánh sáng của trăng 16 là qua lớp rèm cửa màu khói, làm cho không khí bên trong phòng ngủ con bé không tối hẳn, cũng chẳng sáng tỏ. Tất cả bàng bạc như có một màn xương hư ảo. Những đồ vật như tủ quần áo, bàn học tập, kệ để thú nhồi bông, cây đàn piano được đóng nắp và phủ khăn nhung màu đỏ bầm bên góc trái. Mọi thứ cứ như thể chìm trong một vùng sinh quyển lạnh lẽo cơn buồn ngủ đã bảo vệ nó một cách tốt lành trong đêm vui này còn bây giờ thì anh bước qua phòng khách đi về phía cửa anh hồi hộp chờ xem ai là kẻ đã nhấn chuông vì sao sau ba hồi chuông nọ cho đến giờ đã vài phút trôi qua chẳng nghe thấy thêm tiếng chuông nào nữa có thể kẻ đó đã ra đi hoặc giả ý biết thể nào trong nhà cũng đang có tiệc tùng và sẽ có người nghe thấy đi ra mở cửa nên kiên nhẫn đứng chờ ở phía trước cửa mở vùng trăng sáng vàng vặc mênh mông trải ra trước mặt nhánh quỳnh bên hè đang nở một đôi bông mùi hương thoang thoảng một làn hương tươi mát nhưng trong nhánh cây gân guốc bung cặp bông trắng muốt dưới trăng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ tới vết mưng mủ của cây. anh cố xóa đi cảm giác rùng rợn đó bằng cách thả lòng suy nghĩ, đứng nghe hương thơm một lúc, đưa mắt nhìn con đường phía trước nhà, vắng tênh. vài cánh cổng đóng kín, không có một biểu hiện nào cho thấy đã có người từng đến đây. nhấn chuông gọi cửa. anh bước ra bên ngoài và đẩy cửa lại, cài chốt rồi bước ra ngõ, rồi ngước lên lầu một. Thế đèn vẫn sáng, những bóng người vẫn dù gì in lên rèm cửa, những chuyển động chậm chạp như trong một bộ phim câm đã rất cũ được phục chế. Những bóng người trên rèm cửa gần như đồng dạng chẳng thể đoán đó là bóng của ai. Buổi tiệc có vẻ như vẫn tiếp tục, có lẽ nó sẽ còn kéo dài lâu với câu chuyện của Tuấn với những cách nghĩa sâu sắc và kinh nghiệm của ông già vợ, với những câu hỏi đôi khi ngây ngô của vợ Tuấn, với những lo lắng thái quá của bà già vợ và sự bình thản gần như lạnh lùng của vợ anh. Anh bước dần ra phía đầu đường, con phố vắng lặng, thật hiếm hoi, có một đêm vắng lặng như đêm nay. Vắng lặng, đến khó tin thường thì không chóng thì chầy sẽ có tiếng xe cộ có người qua lại ở bất kỳ ngõ hẻm nào trong cái thành phố không ngủ này thường thì thể nào cũng có người qua kẻ lại ít ra là thưa thớt chứ không thể có cái tuyệt đối tĩnh lặng như vậy anh nhìn ngước lên cửa sổ căn thứ hai tính từ đầu hẻm vào ánh đèn mờ nhạt hình như có tiếng piano ở trên đó vang ra Thẳng, hoặc không đủ để có thể hình dung đó là bản nhạc gì, rằng âm thanh đó từ cây piano thật hay máy nghe đĩa. Anh nhìn lớp rèm cửa buông hờ hững, không có sự chuyển động nào, kể cả một chiếc bóng. Có thể đoán được, rất có khả năng, giai điệu trên được phát ra từ một máy nghe đĩa mà thôi. Vậy, chủ nhân của căn phòng đang làm gì? Ồ, thật khó đoán. Ngủ say, làm tình ngồi hút thuốc suy nghĩ hay có thể cũng đang ở ngoài lang thang như anh ở một góc phố nào đó nhưng trước khi đi quên mất phải tắt máy nhưng bây giờ thì cửa sổ tầng bốn đang mở cửa chỉ là mở cửa thôi tịnh không có bóng người những tầng còn lại đều tắt đèn màu đèn xanh ngọc trên cánh cửa của chiếc lồng đèn ấy như một điểm không gian xa lạ lơ lửng giữa trời trăng vàng vặc. Lạ thật, nó có sức quyến rũ như một tinh cầu lẻ loi. Trên tinh cầu đó, có một người phụ nữ đơn độc làm nghề dược. Có thể là một người sống qua những ngày tháng lặng lẽ trong phòng bào chế nữa. Đại loại vậy. Thật sự là một mẫu hình có sức hấp dẫn riêng, một ca khó đỡ, một sự hấp dẫn bí hiểm. Nhưng tại sao lại không có âm nhạc nhỉ? Nếu chỉ cần vài âm thanh của piano hay violin phát ra từ đó, có lẽ thế giới đã khác. Nhưng... Ha, đó lại là một sự bày đặt của trí tưởng tượng nhàn rỗi bất thường. Phía sau mọi sự biến mất của đời sống, cây cỏ bỗng chốc trở thành trung tâm của sự chú ý. Và nếu đến đây là một sự thật thì có lẽ đến một lúc nào đó thiên nhiên sẽ dành chỗ cư ngụ thế giới rồi sẽ trở lại từ đầu những vỉa hè phủ nệm rêu cây cỏ sẽ chiếm lĩnh những đại lộ những tòa nhà những bờ sông thành phố sẽ trở về tình trạng hoang dã muông thú sẽ về như hàng tỷ tỷ năm về trước khi con người còn nằm sâu trong đám tảo đại dương nhưng đó chỉ là giả định hay ảo giác theo lối phim bom tấn trộn lẫn với khoa học giả tưởng cần phải xua nó đi khỏi đầu óc để trở về với hiện thực của đêm nay. Hồi đầu hôm nay, trước khi đến sinh nhật, con gái anh đã ước gì? Anh nhớ lại nụ cười trong veo, ánh mắt như được kết từ ngàn sao lấp lánh. Nó nói, còn ước được một đêm trăng thật sáng, trời không mưa và mọi người đều vui theo cách của mình. Và khi đó, anh đã nghe có tiếng gõ cửa lật thứ nhất. Anh sẽ tiếp tục bước đi miên man trong đêm trăng giữa thành phố không người để tìm kẻ gõ cửa. Giờ này có lẽ mọi người vẫn sẽ đang dùng tiệc. Sau món tráng miệng sẽ là trái cây, bánh kem và nhiều thứ khác. Bữa tiệc sẽ còn dài. Chắc hẳn họ vẫn ở nguyên ở trong căn phòng đó. Những chiếc bóng vẫn tới lui chậm rãi thẳng hoặc lướt trên bức rèm trắng Câu chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc sinh nhật con chủ nhà, ồn ào, náo nhiệt tuấn chủ nhà bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm rất lạ anh hết sức tò mò vì âm thanh ấy không một ai nghe thấy duy nhất chỉ có tuấn nghe tiếng gõ cửa đến ba lần anh rời bàn tiệc và đi ra ngoài một thế giới tách biệt mà tuấn cảm nhận bằng mọi giác quan rất lạ lùng khác lạ so với hiện thực mà anh sống cả thành phố bỗng chốc trở về thời kỳ hoang dã không có con người cỏ cây cũng bỗng chốc trở nên là trung tâm của sự chú ý, thiên nhiên dành chỗ cư ngụ. Nhưng đó chỉ là những giả định hoặc là ảo giác của Tuấn mà thôi. Dường như tâm trạng nhân vật cũng bị chi phối bởi trường liên tưởng ấy. Anh không thể lý giải được trạng thái đối nghịch ấy của mình. Câu chuyện nuốm màu sắc hư ảo và gợi nhiều suy nghĩ câu hỏi mà tác giả đặt ra là con người trong đời sống ồn ào náo nhiệt này có thực sự tìm thấy mình ở trong đó hay không có thực sự được sống đúng nghĩa hay không các bạn thân mến Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Anh Tuấn biên tập và giàn dựng đến đây là hết. Chúc các bạn nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Du An. Năm tôi học vỡ lòng, đến kỳ 2 thì cô Quỳnh dạy, thầy Hòa chia tay, cô Quỳnh gặp mặt, chán thế không biết. Thầy Hòa có hai anh là liệt sĩ, chưa đủ 18 tuổi Đã nằng nặc xin đi bộ đội Lần nào khám sức khỏe xong Cũng mãi không có giấy gọi Thầy buồn Đập cái chân phải xuống đất Sao mày không thọt ở người khác Rồi thầy ở lì nhà Ngồi nằm đọc hết bốn tủ sách của bố Học xong như có ma làm Ngày đêm viết Đi tông chín tập giấy giang Toàn chuyện trai làng động lâm chiến đấu ở miền Nam các anh bộ đội tạt qua thăm nhà Hay tin tìm đến Thầy hỏi có đúng không Họ đáp đúng một nửa Nửa sai là gì Gặng mãi một người nói Súng đạn dũng cảm nhiều quá Mà thôi ai chẳng nghĩ thế Nói một cái ví dụ cho em đi Thì nói Mà chỉ biết nghe thôi nhé Như thằng Hùng anh Minh nhà em Nhớ chị Hoa chị Bình Muốn trốn về một đêm với nhau Rồi ra sao thì ra Thế à Thế cùng tiểu đội nói sai Bọn anh chết không là liệt sĩ Xã bố trí cho dạy lớp vỡ lòng Đại Minh Hùng Chữ thầy đẹp Sau này tôi chưa biết ai viết đẹp như thế Tay thầy cầm phấn như cầm bút lông Viên phấn đưa sát bảng chợt vòng lên như cánh chim Rồi là là lướt lướt Chữ từng chữ hàng hàng hoa nở thầy đứng sang một bên, xòe tay, ngón trỏ sát dưới dấu chấm cuối. Chúng tôi mê, mồm méo tròn theo. Thầy rất khẽ đến từng đứa cúi xuống nhẹ nhàng. Tôi cảm giác thầy là ông tiên hiện hình, chữ là bùa phép. Chúng tôi yêu thầy, yêu tất cả những gì là thầy. Có lần lão thê ngồi hút thuốc lào với bố, bố khoe tôi viết chữ đẹp lão cười. Học sinh thầy hòa thọt mà lĩ. Tôi đỏ mặt tía tai gào to. Có cái mồm ông thọt đi. Vậy mà phải học cô Quỳnh. Bố bảo thầy Hòa sang làm ủy ban xã. Cô Quỳnh vợ liệt sĩ lại học hết lớp 7. Dạy vỡ lòng là hợp lý. Tôi không chịu xị mặt. Bố đừng có mà bênh. Mẹ giảng dạy. Hai nhà đều là gia đình liệt sĩ. Nhưng cô Quỳnh mới có ba tháng báo tử chồng mà trông khiếp quá mắt sâu hoăm hoắm gặp ngoài đường như là ma chơi xã cũng nâng lên hạ xuống nhiều rồi tôi vẫn ấm ức về cái ông xã chẳng biết cái quái gì bọn trong lớp cũng thế nhìn nhau là hỏi sao thầy hòa lại không dạy chúng mình nữa nhỉ cô quỳnh xấu mù chắc chữ cũng xấu thôi không phải cô quỳnh đẹp tôi định nói tóc cô dài nhất xã nhưng kìm lại được tôi còn tức hơn chúng Thầy Hòa bảo tháng năm mỗi xã chọn một em viết thư báo công lên Bắc Hồ, còn ai vào đấy nữa? Tôi sung sướng, nhưng bây giờ cô Quỳnh dậy, tôi biết trông cậy vào đâu. Đúng là chữ cô Quỳnh xấu thật. Cô cầm hòn phấn như hòn đá, rằn mạnh. Cứ một chữ là một tiếng cạch, khó chịu. Bọn tôi buông bút ngả nghiêng. Trời chợt sầm xì, bụi tre trước sân ngả xuống, lớp nhập nhoạng rồi tối hẳn chả nhìn thấy gì nữa. Cô xuống kiểm tra, mới vài đứa viết, tối quá, thôi cô cho nghỉ nhé. Cả lớp được thể như khỉ nhảy bàn nọ sang bàn kia, nô đùa đấm đá. Mưa, bắt đầu mưa thì trời sáng ra, lại tập đọc mới chết. Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng. Chúng tôi gào lên, cả tiếng đập bàn thuyền thuyền. Cô Quỳnh bảo, các em đọc nhẹ thôi. Cô nhìn ra phía con đường, rồi ra hẳn hè ngó trước sau, trời như cầm cả bể nước đổ xuống. Buổi trưa trời tạnh, vừa đến giờ tan học, tôi đi vòng đường gò trãi qua nhà thầy Hòa. Tôi sẽ tâu với thầy về cô Quỳnh, tôi sẽ bảo thầy cả lớp không muốn học cô Quỳnh. Thầy chưa về, tôi ghét cái cổng tre vẫn sập. Cô Quỳnh dạy có được không cháu? Tôi đang cúi mặt phải ngẩng lên, bà San, mẹ chồng cô. Cô, cô dạy được bà. Tôi định nói kiểu sẽ nói với thầy Hòa, nhưng thấy cái mặt bà ác ác như mụ gì ghẻ nên không muốn hợp tác. Này, bà bảo thật nhá. Bà cú sát xuống tôi, cái nón nhốt kín. Đi học, thấy cô Quỳnh thế nào về cứ kể với bà. Mùi trầu, mùi hoi hoi khăn khẳn, tôi vặn người, bù một cái ra phía trước. Bà thích thì đến mà ngồi học. Còn nhà khó bảo. Bà tay chống lạnh nhìn theo. Buổi học hôm ấy, chúng tôi được một phen khoái trí và kinh hồn. Giờ ra chơi như thường lệ, cả lớp ra bãi đồi đầu hồi chơi. Ở đó tương đối bằng phẳng, cỏ êm, nhảy ngựa rồng rắn lên mây, đánh khăng đều tuyệt vời. Nhảy ngựa vẫn là thích nhất. Từ xa, phóng như tên lửa, dậm đà phóc lên, ngã xô trồng đống hồn hển mồ hôi ngựa quỵ phải tiếp tục làm ngựa người nhảy trượt phải làm ngựa ngựa nhiều hơn người tiếng cười hò la không ra hơi cô quỳnh một mình trong lớp buồn quá cũng mang len ra ngồi đan có lúc bọn tôi ngã xô vào cô cô hốt hoảng có bị kim đâm không trời cẩn thận nhá đã chơi ai còn cẩn thận chúng tôi lại huỳnh huỵch la hét Ô nón quay chúng mày ơi Đám nhảy ngựa tất cả làm người Tụ lại một vòng quanh như cái nón Cái nón ngựa chậm chậm Rồi tít mù như bên dưới có vòng bi Lúc đấy Hồi tao với mẹ bắt cua Nón mẹ lật xuống cũng tít mù như thế này Sao không thấy gió Thì trong núi gió thành dòng Chúng tôi há mồm tròn mắt bình luận và xoay theo nón, thật là một buổi siết trời biễn phí nón của đứa nào ý nhỉ? của cái lanh đâu có nó có quai xanh cơ mà đây là quai dây chuối của cái hòa mấy đứa ghé sát mặt vào cái nón rõ vòng chậm chậm sao dưới chân trơn trơn rắn rắn tiếng kêu thất thanh mấy đứa con gái nằm xuống chết ngất con rắn hổ mang to bằng bắp tay người lớn đang trườn ào như thác lũ nó chợt nghênh đầu cái lưỡi thò ra thụt vào phì phì rồi bất ngờ biến mất. Một cơn bão tanh tưởi ào ào. Ôi mẹ ơi! Tôi nhắm mắt lại, chết giấc. Tôi tỉnh lại, len lén nhìn cái nón. Giờ đã úp xuống. Bọn chúng tôi mở mắt reo to. Không phải chết rồi. Nhưng bên tôi, cô Quỳnh đang nằm, mặt tím tái. Đi gọi thầy Hoa. Chúng tôi chỉ nghĩ được là thầy Hoa. Ba ngày liền, chúng tôi lại được học thầy hòa. Sáng thầy đi ủy ban, chiều về dậy, chữ thầy vẫn đẹp, giọng thầy vẫn nhẹ, nhưng thấy khang khác làm sao. Bên dưới nói chuyện riêng, si sao, lẻ lưỡi. Lúc ấy con rắn quăng mình, sát mặt mày một cái kim, thì như ti chớp, cô Quỳnh tung người lên chặn. Thằng rắn, ngoằng luôn, vòng quấn cổ cô. Cô gồng nghe đánh tưng một cái rồi cầm hai cái rủi sắt cứ thế mà đâm vào mạch máu nó, chảy ồ ồ. Phép, làm gì có thanh sắt lúc ấy? À quên, hai cái kim đan. Một lúc thì con rắn hộc lên, lủi mất vào bụi. Tao thì nó leo lên cây chám cơ mà. Ừ, vào bụi sau đó trèo lên ngọn chám. Có khi nó về gọi vợ nó ra ấy. Ngày thứ tư, cô Quỳnh trở lại lớp. Chúng tôi thấy chữ cô đẹp hơn giọng nói cũng mềm mại hơn. Hình như cô khác xa, khuôn mặt thanh thanh, đôi má hồng, mái tóc dài mượt đến khoeo. Tôi nghĩ thế, chắc chúng nó cũng thế nên chăm chú, chả mất trật tự tí nào, cô trò đều vui, giờ học veo một cái đã hết. Một buổi cô trò đang say sưa thì bà san đến, bà ngó nghiêng một lượt rồi ngồi phệt xuống cửa ra vào, cả lớp tròn mắt, cô tái mặt, rồi khẽ đi lại. Mẹ có việc gì thế ạ? À? Tôi chả có việc gì cả. Chị coi tôi là con mèo con chó hay sao mà để ngoài vườn từ suốt sáng đến giờ. Cô ngẩn người, rồi cũng quay vào lục cặp. Cô quay ra. Mẹ ơi, con không khóa cửa. Con nhớ lúc đi mẹ ngồi ngoáy trầu trong nhà cơ mà. Lại còn lý sự à? Thôi, không nhận thì tôi về. Trinh ơi là Trinh. Mày sống lại mà xem vợ mày nó đối xử với mẹ mày như thế này đây này. Cô Quỳnh chạy theo, mái tóc không theo kịp. Để con đưa mẹ về. Không dám, chị cứ công tác đi. Chúng tôi ra, cô ôm lấy những cái đầu. Thời gian còn lại thật nặng nề. Cô cho chúng tôi tự viết. Trang giấy chúng tôi chập chờn hình ảnh bà San, y hệt cái mặt gì ghẻ. Về nhà tôi kể chuyện này cho bố mẹ bố bảo. Cay nghiệt nhất cái làng này, ai chả biết. Sao cô Quỳnh không bỏ quách về quê mà lấy chồng, cứ ở cho bà ấy hành. Mẹ nói, thì vẫn đành rằng chú Trinh chú ấy chết rồi. nhưng mà anh phải hiểu cái tình, đâu như cầm cái kéo cắt xoẹt tờ giấy. Tình cái con khỉ, tình cho người ta, ngoảnh đi ngoảnh lại mình già khọm mà nó lấy. Đừng có mà nói như thế, mẹ ghé vào tay bố thì thầm. Nhà lão thê đang muốn hỏi cô ấy đấy. Lão thê hơn được con cá mắm, mặt tinh nhưng những mắt là mắt. Lão có hai món nhất là nói phét và đánh vợ. Lão có bảy đứa con gái, bà vợ to, mặc cái áo lúc nào cũng hở xốn đen như hàm răng vâu. Theo sau đàn bươm bướm suốt ngày, thế mà cũng thấy thơm, chịu ông thì bảo theo ai. Đần quá, ngủ in ít đi, đêm ra đầu ngõ mà nghe, chỗ nào có tiếng say lúa rội nước thì đến. Đấy là cái đám dậy vỡ lòng đấy, đảm bảo thả xuống một cái, không thằng cu, tôi làm con ông. Cô Quỳnh, tóc dài, mông rộng, lão thấy dạo rực, nhưng sợ, lén phén xã cho dân quân đến gô cổ. Lão vuốt ngực một cái bảo đám bạn rượu đừng xui dại thằng này. Lão là hàng xóm nhà tôi và cô Quỳnh. Bố tôi ghét lão nhưng chả bao giờ ra mặt. Lão đến ngồi tiếp, sổi cũng ba tiếng, ấm trà ba lần đổ bã, thuốc lào bố tôi hai lần vào bùm véo. Thường là lão nói, bố ngồi hai chân lên ghế, vặt sâu xuông, thỉnh thoảng dơ cái nhíp lên nhìn. Lão đang kể chuyện. Hồi đánh khe xanh, Chú biết không Lão kém bố tôi ba tuổi Nhưng cứ thích gọi thế Bọn nó súng cối súng máy hai chục cái Vãi đạn xuống Tiểu đội tao chết sạch Chết mà còn kể chuyện Tôi nằm giường thấy buồn cười Hượm Thằng cu nghe tiếp này Còn mỗi tao với một khẩu A cao Rồi chín viên đạn Hai quả lựu đạn Mẹ chúng nó vẫn bắn không ngừng lấy một giây Tao nằm xuống trên xác mấy thằng bạn nghĩ nát đầu. Mình mà chết nữa thì về không biết nói năng với tiểu đoàn trưởng như thế nào. Tao bấm vào tai, máu chảy ròng dòng trên tay. Được rồi, tao suýt nữa thì kêu ra tiếng. Tao nói thầm vào tai mấy thằng bạn, mày hiểu thông cảm cho tao, phải cho chúng nó câm họng. Tôi cười, đau quả bụng, cười rung cả giường. Ô, thằng cu này buồn cười nhỉ, cười chứ sao lại không cười, ông đi bộ đội ngày nào mà nói phét. Mẹ tôi nãy giờ ngoài hè đi vào nói, lão thề đuỗn mặt rồi hề hề, thì cánh thằng Hùng thằng Minh nó kể. Nó kể, cũng không kể như thế, ông bịa cũng bịa vừa vừa thôi. Lão trầm điếu thuốc há mồm, rồi ôm ngực hù hụ. Bỏ mẹ, sao hôm nay sặc thuốc lào? Lão lào đảo về, nói thế phải tội, mà cái lão này hồi trước đâu như là đảo ngũ vậy. Mẹ tôi chưa hết tức, bố giảng giải, không hẳn là đảo ngũ, mới đi khám, người ta thấy toàn thân lở canh lở càng, cho về chữa, đợt sau đi, nó sát lá han rồi tắm nước giải đấy. Chính mẹ nó khóc, kể cái hôm truy điệu thằng Hùng, thật chả hiểu người hay ngợm nữa. Nhà lão và nhà cô Quỳnh, bà San, chung bờ rào Cúc Tần. Dặn Cúc Tần có một khoảng chó chui sau bếp cô quỳnh sát đầu hồi nhà lão lão hay qua xin lửa chỗ đó hôm nay lợp xong cái bếp cô quỳnh làm hai mâm cơm người giúp có bố tôi lão thê thầy hòa và tôi đưa cọ cũng được mời mấy người vừa rửa giấy xong đang ngồi chiếu hút thuốc lào cô quỳnh bưng mâm cơm lên má đỏ bếp lửa cô có ý kiến cảm ơn mời lão thê rót rượu cũng cảm ơn nâng chén lão liên tục nói mọi người tự nhiên gắp thịt gà cho từng bát cô quỳnh cau mặt lườm lườm đến bát thầy hòa thầy rụt lại miếng cánh nằm dưới mâm có vẻ căng thẳng hoạt động ăn ngừng hôm nay lão thê có chuyện chiến đấu mới nào kể cho nghe nhỉ bố tôi nói thôi thôi lão thê xua tay ta chiến đấu mâm này nói chiến đấu bà san lại kể chuyện hồi mổ ma chú Trinh. Bảo lấy vợ quê không nghe, đánh đùng một cái, đưa cái côi này về, giao giá cưới hỏi. Chỉ hai hôm, con còn đi bê. Bà thấy con dâu thế nào, bố hỏi. Thế nào thì dân làng biết cả rồi. Có mỗi một chuyện đẻ cũng rốt, bây giờ có giỏi cũng chả làm gì. Thì cho cô ấy đi lấy chồng. Lấy ai, ai lấy. Nói ra bảo tôi cơ cầu ai đời có tuổi có chồng rồi mà tóc cứ để dài như gái 18 ý. Bố tôi bấm sườn thầy Hòa. Thầy Hòa ra hiệu cho bố, bố bảo. Bà phiên phiến đi một tí, cô ấy làm cô giáo trả nhẽ váy trăng váy đụp. Chuyện nọ, sọ chuyện kia. Xong bữa cũng 10 giờ đêm. Cô Quỳnh dưới bếp rửa bát xong, đang cội đầu, bà san xuống bảo. Nhanh nhanh mà đi ngủ. Tưởng bà lên nhà, nhưng vẫn đứng nhìn cô quỳnh cúi tóc chảy dài xuống chậu mỗi lần dội nước suối tóc lại ánh ánh thơm thơm bà san vuốt ngực bất ngờ giật lấy cái ca cái này của thằng trinh không được dùng cô quỳnh ớ người đứng lên cả thân hình là tóc tóc nói hình như đã kìm lại đến hết mẹ hôm nay lợp nhà bụi bặm mẹ mệt mẹ lên nghỉ trước đi ạ à? mất ca, cô Quỳnh phải lấy cái bát. Tóc dài, dày, lược thưa, lược bí xong thì đã sắp 12 giờ đêm. Cô bùi cho bếp, đang khóa cửa thì lão thê sang. Cho tôi xin tí lửa, đun tí nước sôi quấy tạm ít bột sắn. Uống rượu bây giờ tỉnh lại thấy đói. Nhà hãy còn cơm thức ăn để em lấy. Cô vào, đang mở chạn, thì mái tóc kéo người ra sau. Quỳnh ơi, anh yêu... Đôi tay đang áp trên được cô, nghèn nghẹn khó thở. Có gì đấy thân thiết, như anh Trinh vậy. Cô khụy xuống. Lão như cây chuối ngốp ập theo luôn. Còn làm gì nữa? Lên ngủ thôi Quỳnh ơi! Tiếng bà san như cái tát. Không, thật ra là cô Quỳnh tát lão thê. Lão đang luống cuống mặc quần, cái mặt phơi xa, lật trái, lật phải. Tôi ra đến cổng thì thầy hòa đến, thầy rủ tôi sang nhà cô Quỳnh. Thầy nói thầm vào tay tôi, lúc thầy về, em đưa cái này cho cô Quỳnh nhé. Một phong bì dán kín, tôi cầm sơ lên, không có chữ gì. Lật lại mặt sau thầy bảo, chuyện bộ đội làng bình chiến đấu ở miền Nam ấy mà. Sao thầy không cho bọn em đọc ạ? À? Thì cô Quỳnh đọc trước, kể lại cho cả lớp sau cô Quỳnh đang ngồi với bà San ngoài trõng tre, hai thầy trò đến cổng đã nghe tiếng, chó mèo thì phải loanh quanh lục cục chứ. Tôi nói trước, nhà này mà có trò chó mèo ấy thì tôi sẽ báo xã. Cô nên nhớ là gia đình liệt sĩ hô một tiếng, người ta sẽ đến trói ngay, giam vào lò thuốc mầm. Cô Quỳnh biếu máu, mẹ ơi, con không hiểu ra làm sao nữa. Tôi giật áo thầy hoa, hay là về thầy nắm tay tôi bước thẳng vào. Bà San nhìn thầy quào quạo, đứng bụt dậy. Cô Quỳnh ngước lên, rồi cúi mặt. Tôi nhìn thấy hai mắt đỏ hoe có nước. Tôi ngồi im, thầy hòa bảo. Cô việc luyện chữ cho lớp thế nào rồi? Ngày báo công sắp đến nơi rồi đấy. Thầy Hòa lại hỏi. Tối qua sau đấy mọi người ngồi lâu không? Cô Quỳnh sụt xịt rồi rõ tiếng khóc. Nín đi cô ơi. Tôi hoảng hốt ngoảnh vào bà San đang ngồi như tượng trong giường. Có tiếng e hèm, bà tiếng ngắt ra, rồi tiếng bàn ghế xua gà. Thầy Hòa đặt tay lên vai cô Quỳnh, rồi thầy bụt đứng dậy chào bà San ra về. Tôi cũng chạy theo thầy luôn. Tối đi ngủ thấy cồm cộm túi quần. Tôi nhớ ra việc thầy Hòa nhờ. Sang nhà cô, lão thê đang ở đấy. Lão đang cúi đầu, y như học trò, bọn tôi bị phạt vậy bà san nói nhỏ nhưng giết giọng tôi cảm ơn anh hàng xóm láng giềng miếng trầu quả cau đèo xe đi chỗ nọ chỗ kia nhưng tôi cũng không muốn anh lò dò như thằng trộm nhà tôi đàn bà con gái phải cửa đóng then cài lão thề vẫn ủ rũ ngoan ngoãn đến tội nghiệp trò chết cái giống đàn ông ngồi lê lê lắm có ngày ăn đòn tôi hả hê nhưng nhìn mặt cô quỳnh lại xót cô chẳng có tội gì bà già này lúc nào cũng phức tạp chấn chỉnh tôi đủ biết bà nói lão thê lạnh nhạt với thầy hòa để săn cô lão thê được hôm nào đi đâu sẽ đút que vào khóa cửa nhưng như thế lão sẽ chạy sang nhà cô quỳnh mượn búa đinh không mình sẽ cưa ngậm cái cầu ao sau nhà lão cho cá vỗ tay một buổi cô quỳnh ơi ra em bảo cái này ạ à. Tôi sốt ruột, mà cũng là thông minh ứng xử tình huống. Cô ra cổng tôi nói thầm, thầy Hoa gửi cho cô cái thư. Tôi chạy ù về, sung sướng, làm cho thầy Hòa là tôi sung sướng. Còn mấy lần nữa, tôi làm bưu tá cho thầy Hòa, nhưng hỡi ôi, bố bảo, con có tội rồi. Tháng 5, lớp vỡ lòng Đại Minh Hùng nghỉ học mất hai buổi, Hôm ấy đi học về, tôi nhảy luôn xuống bếp sụp cơm. Đang nhồm nhòm thì có tiếng trên nhà. Có khi em bỏ ủy ban anh ạ. À. Ồ, cả làng này, chữ nghĩa mỗi chú, xã trông cậy vào ai? Thì thế, em mới phải bỏ ủy ban xin về lại lớp vỡ lòng. Thế còn cô Quỳnh, cô ấy xin thôi, có đơn đây này. Tôi bưng bát cơm lên, đứng đầu hồi sán mặt vào khe vách. Bố sơ tờ giấy lầm bẩm về quê à? Sao lại là bây giờ? Bà San chẳng còn được mấy năm nữa. Cô này làm sao ấy nhỉ? Không phải. Thôi, tôi với chú sang ngay nhà cô ấy. Bố và thầy Hòa đi, tôi lẻn theo. Bà San đang nằm giữa nhà, nghe tiếng chân người vật vã chu chéo. Nó đi rồi, các người đuổi nó đi, còn để đây làm gì nữa? Quân chó mèo tưởng lắm chữ Giặt một quân chó mèo đội lốt người Tôi biết ngay mà Giời ơi Sao rời bắt tôi phải sống với đám chó mèo này Bà mệt ạ à? Để con đưa bà lên giường nhé Bố cúi đỡ bà Vẻ mặt kìm nén ghê gớm Bà bùng vằng Đôi guốc cầy một đường trên nền nhà Mẹ nghe tiếng chạy sang Nói với bố và thầy Hòa Chuyện đã rồi Hai người để tôi Bố và thầy Hòa về thầy Hòa lùi lại bảo mẹ. Chị làm sao phải đưa được bái lên giường, được, được yên tâm. Sao mặt mẹ bình thản thế? Hai hôm sau, lớp tôi nghỉ học. Tôi là người thông báo. Tôi bảo theo lời mẹ dặn. Cô Quỳnh đi chữa bệnh. Chúng hỏi bệnh gì? Tôi đáp. Thì bị nôn đấy. Sau này mẹ cứ than thở. Còn dại quá. Rồi tế cho không biết bao nhiêu lần hôm thứ ba thầy hòa dạy chúng tôi hỏi cô quỳnh thầy bảo bệnh cô sắp khỏi rồi được hai hôm thì lại nghỉ học lần này chúng nó hỏi tôi bảo liền bố tớ và thầy hòa về quê đón cô quỳnh dê dê chúng nó reo to tôi lo cô quỳnh không lên hôm đi mẹ dặn thầy hòa xin nhé một hai phải xin con chót dại chuyện đời người đấy bố cũng hùa vào Tấm văn vẻ viết chuyện để sau. Bây giờ cho xong việc lớn đã. Tôi lờ mờ đoán ra việc lớn khi thấy mẹ xếp rất nhiều bánh gai, trầu cau vào túi. Chuyến đi của hai người tốt đẹp, có cô Quỳnh cùng về. Bố được mẹ khen, tưởng ở nhà rùi đục, hóa ra cũng biết đường ăn nói. Bố định kể công nữa thì mẹ xua tay, bây giờ như thế này, cô Quỳnh cứ ở tạm đây đã, tôi và bố thằng thanh xuống xã bố bơm xe mẹ như chợt nhớ kéo thầy hòa ra tôi hỏi nghiêm túc chú có yêu cô ấy thật lòng không dạ em đã nói nhiều rồi dù quỳnh thế nào em vẫn trước sau cô quỳnh rơm rớm nước mắt bố bơm xe xong hỏi mẹ bà san khó lắm nhỡ đổi ý cái gì chả khó muốn dễ sang một hút thuốc lào với lão thê Mẹ gắt, tôi bảo, lão thê chiều qua bị ngã xuống ao, sốt cao lắm, chả ai nói gì. Đám cưới cô Quỳnh và thầy Hòa đông nhất làng, có hai mươi sinh viên vỡ lòng phủ dâu phủ rệ. Bố tôi trưởng đoàn nhà gái, đúng ra là dịch lời bà San, bà thều thào nói không rõ, chỉ nghe được. Tôi thương nó, tôi sắp chết rồi mẹ tôi làm trưởng đoàn nhà trai đọc một bài thơ lục bát tôi nhớ được hai câu duyên tình sớm muộn bền lâu vỡ lòng trung tiếng trầu cau chúc mừng chúng tôi trở lại học bình thường cô quỳnh dậy bụng đã to to về nhà tôi kể với mẹ mẹ bảo thì lấy chồng bụng phải to chứ cái thằng này đần quá nhà tôi bây giờ không có ông khách đến hút thuốc lào và nói phép nữa mỗi lần nhớ nhớ tôi hỏi bố bảo bị đàn bươm bướm bắt về rồi tôi lo tại sao tôi lại lo ông bị đánh Vừa rồi là chuyện ngắn Cô Quỳnh của tác giả Du An. Bối cảnh chuyện là nông thôn Việt Nam những năm chống Mỹ cứu nước. Những người đàn ông ra trận hết, còn lại bà già, trẻ nhỏ, phụ nữ, trong đó có vợ liệt sĩ. Những người đàn ông yếu sức khỏe hoặc đớn hèn. Chuyện xoay quanh nhân vật chính, cô Quỳnh, cùng nhiều nhân vật khác nữa như thầy hòa lão thê bà san tôi sự xuất hiện các nhân vật đi kèm nhiều tình tiết biến cố mở nút thắt nút xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu xung đột giữa vợ chồng lão san mối quan hệ của cô quỳnh với học trò với lão thê với thầy hòa chuyện làng chuyện xóm lan man nhưng thú vị và thực chất xa gần cũng là xoay quanh số phận nhân vật chính cô quỳnh các chi tiết khắc họa nhân vật không nhiều nhưng cũng đủ làm toát lên gương mặt tính cách từng con người một cô quỳnh chồng hy sinh ngoài mặt trận viết chữ không đẹp song có mái tóc dài chấm gót yêu thương trẻ hết mực từng xả thân cứu học trò bị rắn cắn một thầy hoa viết chữ đẹp yêu trò mến trẻ giỏi văn thơ sung phong đi bộ đội nhưng không đủ tiêu chuẩn vì chân bị thọt. Lão thệ cha của bảy đứa con vịt rời và bà vợ xô xè quen phét lác. Nhân vật bà San, mẹ chồng cô Quỳnh, cái nghiệt, chuyên ăn vạ, dần hát con dâu. Chọn dòng kẻ tôi, một học trò vỡ lòng, quan sát thầy cô ở mọi góc độ, bằng góc nhìn thơ trẻ, thô mộc trong sáng, có sự so sánh, Dễ bày tỏ yêu ghét tự nhiên. Bức tranh nông thôn thế kỷ hai mươi hiện ra chân mộc. Một nông thôn vẫn còn đó nét cổ hồ lạc hậu, một bà san xét nét ích kỷ trong các mối quan hệ của nàng dâu, một lão thì hàm có con dai nối dõi tông đường xong toát lên vẫn là một nông thôn ấm áp tình người, sống tối lửa tắt đèn có nhau, luôn vì nhau quan tâm tới nhau. Thầy Hòa, cô Quỳnh hết lòng vì lũ học trò làng. Từ đứa học trò cho đến người lớn, bố mẹ chúng đều hết lòng chăm lo vun vén hạnh phúc cho cô giáo Quỳnh, thầy Hòa.